Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip hướng dẫn tới quý khách hàng đang xem các video clip của chúng tôi về cái chuỗi video đồ thờ cúng hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn đó là quy trình dát vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng 24K. Nôm na thì dễ hiểu hơn thì gọi là vàng mình. Làm về vàng 24K này thì cái độ tỉ mỉ và chi tiết nó, nó cao hơn rất nhiều so với làm vàng Đài Loan, vàng Đài Loan tức là vàng tàu, vàng của Trung Quốc và giá thành nó rẻ hơn. Và để làm được cái vàng mình này, yêu cầu người thợ phải có tầm 20 đến 30 năm kinh nghiệm. Làm nó sẽ đạt yêu cầu cao nhất. Trên hình các bạn đang xem đây là những người thợ của cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh đang dát từng lá vàng rất là mỏng lên ba chữ đó là Đức Lưu Quang trong bộ hoành phi câu đối mà chúng tôi làm cho khách hàng ở Quảng Ninh đó là gia đình anh Hòa anh đã đặt hàng online chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một clip đó là rát vàng 4 số 9 hay còn gọi vàng 24k để làm được vàng 24k này chúng tôi phải chọn khâu gỗ ngay từ phần mộc rất là kỹ và sau đó chúng tôi sẽ hoàn thiện sơn PU bóng mờ cánh rán và sau khi chúng tôi sơn PU xong thì chúng tôi bắt đầu với đi vào ba nước sơn cầm, đó là sơn Nhật. Chúng tôi phải lót ba lần và cầm lần cuối này là chúng tôi ước chừng khoảng 5 tiếng. Chúng tôi còn do thời tiết. Vì dát vàng ta phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thời tiết, đó là trời nồm hay là trời nó hanh. Thì chúng ta phải tính cái thời gian cho chuẩn chỉ không bị già vàng và cũng không bị non vàng nếu như già vàng thì vàng nó hay bị dạn nứt mà nếu như non vàng thì khi thép như này thì lá vàng sẽ không ăn vào cái phần chúng ta cầm nhiều người nhìn quy trình thép vàng của chúng tôi thì trông rất là dễ nhưng mà khi vào làm thì rất khó và cũng nhiều người cũng nhiều quý khách có cái thắc mắc hỏi về giải đáp chúng tôi thì tại sao rát vàng 49 nó lại khó đến vậy? vì mỗi ở vùng miền thời tiết nó lại khác nhau nên chúng ta không thể tính theo như chúng tôi báo được vì chúng tôi nằm tại miền bắc thì thời tiết của miền bắc nó rất là thất thường như trong miền nam thì thời tiết nó liên tục là khô và nắng nóng quanh năm thì chúng ta lại tính theo một công thức khác mỗi người có một công thức riêng và khi pha chế thì chúng ta nên pha bằng sơn Nhật. Và sơn Nhật cũng có cái giá thành trên thị trường đang gần như là đắt nhất hiện nay nếu nói về sơn để làm vàng ta. Nhiều người xem các video của chúng tôi đang có thắc mắc là tại sao khi chúng ta đưa vàng vào lại ăn luôn. Để làm được quy trình này, chúng tôi đã phải trải qua 5 tiếng đồng hồ nếu như so với thời tiết hành uh, heo như ngày hôm nay đó là ngày 11 tháng 11 năm 2020 thì chúng tôi phải cầm đến giờ là 5 tiếng mới được đưa vàng vào còn bình thường thì chúng tôi chỉ cầm khoảng 4 tiếng là bắt đầu đưa lá vàng vào và trong video này chúng tôi cũng hướng dẫn luôn nếu như quý khách làm thép cùng một lúc ba chữ như này mà nó chưa đảm bảo được thì khi quý khách dùng chổi lông để miết lá vàng vào nó sẽ dạn ngay mà nếu vàng mà dạn là hỏng luôn thì quý khách nên thử một chữ trước nếu được chữ đó thì chúng ta mới làm tiếp còn không thì chúng ta phải dừng lại xem lại các cái độ sơn cầm cũng như công thức tính toán của chúng ta tôi xin nhắc lại là sơn cầm là sơn bằng sơn nhật và đặc biệt là lưu ý bằng vàng ta là chúng ta không nên phủ bóng nếu như phủ bóng thì vàng nó sẽ hỏng nó mất cái độ đẹp của vàng ta vì vàng ta là chúng ta phải để nguyên và chúng tôi cũng hướng dẫn tới tất cả quý khách hàng muốn chơi về hoành phi câu đối gỗ khi rát bằng vàng ta là chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ chỉ bằng chổi lông thôi và rất nhẹ thôi vì lá vàng như quý khách đang xem đây rất là mỏng để ăn lên trên bề mặt gỗ. Và ưu điểm của vàng ta nói về đồ thờ thì khi chúng ta thắp hương thì đặc biệt là vàng ta không bao giờ bị ám khói hương. Chỉ có bụi thôi, chứ còn khói hương là không thể ám được vàng ta. Sau khi người thợ của chúng tôi thép hết ba chữ này sẽ dùng các cái chổi lông với những cái chất lông cực mềm để miết các cái lá vàng để lại hiện ra các cái chi tiết nét chữ Hàn nôm và bộ này thì chúng tôi không làm phụ đề theo nhu cầu của gia đình khách hàng trong video trước chúng tôi đã giới thiệu quy trình thép vàng câu đối trong video này chúng tôi giới thiệu tiếp quy trình rát vàng ta lên bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem hết cái video này quý khách có thể làm được Quý khách không làm được, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem đây là khi chúng ta thiết vàng xong. Các cái bề mặt đã được phủ kín cái lá vàng. Thì chúng ta sẽ dùng chiếc chổi lông với cái đầu chổi lông rất là mềm, không nên dùng chổi cứng. Chúng ta miết thật nhẹ thôi thì chữ nó sẽ được mịn. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đồ thờ nhận rát vàng, trùng tu các đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Nhận rát vàng tại gia, rát vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng 24K. Mà khi chúng tôi dát uh, vàng tại gia thì giá thành nó sẽ cao hơn. Thì quý khách hãy liên hệ về hai số hotline trên màn hình. 0986 88 3349 hoặc 0985 226684 Chúng tôi ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể cho quý khách. Các cái video về thép vàng Đài Loan, dát vàng 4 số 9, chúng tôi liên tục phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể kích vào trang chủ để xem thêm các cái sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi làm một đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian, chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả các quy trình làm vàng đồ thờ cúng. Vì là đồ thờ cúng liên quan tới đồ thờ tâm linh, tức là ảnh hưởng đến văn hóa của người Việt rất là sâu sắc thì chúng tôi sẽ chia sẻ trực tiếp để cho quý vị ở xa không xem được thì quý khách có thể xem qua các video clip của chúng tôi. Các cái công đoạn quy trình từ khâu làm mộc đến khâu làm bóng gọi là khâu thép vàng khâu phủ bóng điều đặc biệt lưu ý là khi làm vàng ta thì quý khách không nên phủ bóng lên trên bề mặt của vàng vì vàng ta nó là vàng thật vàng chín bốn con 9, rất là đẹp và bức hoành phi này có kích thước là dài 1m97, rộng 67 Và bên trong ván này chúng tôi làm dài 3 phân, có được lồng bức cuốn thư bên trong chạm ba chữ Đức Lưu Quang không phụ đề tiếng Việt làm theo yêu cầu của gia đình khách hàng ở Quảng Ninh gần đây chúng tôi cũng được biết là nhu cầu khách hàng muốn rát vàng đồ thờ cúng bằng vàng 4 số 9 rất là cao thì chúng tôi liên tục chia sẻ tới quý vị và các bạn các cái clip cũng như các cái công đoạn trực tiếp tới quý vị xem Quý vị thấy hay thì quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi và chia sẻ ủng hộ chúng tôi ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online Đồ gỗ hiền lành cũng tận tâm Hết mình làm việc về thế giới đồ thờ cúng tâm linh cũng như là đồ gỗ phòng khách thì Chúng tôi sẽ cho ra các cái bộ sản phẩm cũng như đẹp nhất và mới nhất 2020 và tiến tới sắp tới thì chúng tôi sẽ làm tiếp cho quý khách sang năm 2021 các cái mẫu sản phẩm hoành phi câu đối dát vàng 4 số 9. Sau video này chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp đó là bức tranh đồng quê. Cũng được rát vàng vàng 4 số 9. Chúng tôi rát các cái hình người và các cái con chim. Thì quý khách hãy đăng ký kênh để xem thêm. Thường thì chúng tôi dát vàng là chúng tôi tính theo các cái bộ chữ mỗi một bộ chữ thì nó lại có các cái diện tích khổ vuông khác nhau nên tùy theo từng bộ chúng tôi sẽ rát đủ là thôi rát tới đủ vì có các cái bộ chữ nó rất là to với các cái nhà thờ lớn thì giá vàng nó lại khác và đặc biệt là giá vàng để làm đồ thờ cúng như này chúng tôi sẽ tính theo từng thời điểm tính theo giá vàng thế giới quý khách cần có nhu cầu làm về vàng 4 số 9 dát vàng lên các cái vật liệu gỗ hay phào chỉ tượng đồng 12 con giáp. Thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý khách. Trong video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu đầy đủ một bộ đó là hoành phi câu đối rát vàng bốn số chín trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu quy trình rát vàng ta và quý khách còn nhiều thắc mắc thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn cảm ơn quý khách đã xem video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn đây là tổng thể bức hoành phi sau khi chúng tôi đã rát vàng xong đây là màu cánh rán quý khách hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn